Hà Huy Hà Nội Vlog. Xin chào các bạn. Trước màn hình của các bạn chính là cây cầu Nhật Tân. Đó, tôi ghi hình bên này Hồ Tây. Đây các bạn nhìn. Và hôm nay là tôi lại đưa các bạn một cái hành trình đi qua cầu Nhật Tân để xuôi lại cái con đê Phương Trạch để về một cái làng quê bên Đông Anh. Đây các bạn này, các bạn nhìn đây là mặt nước Hồ Tây nhá. Mà cái vị trí tôi đang đứng nơi đây đây này, đây cái mép nước Hồ Tây, trước ngay cái cổng đền của làng Võng Thị. Đó, cổng đền làng Võng Thị là bây giờ là cũng là con số rồi. Đây, số 187 đường Trích Xài. Thế cái câu chuyện về cái đền cái Võng Thị này thì tôi cũng đã ghi hình cho các bạn trong một cái clip cách đây chừng 4 tháng. Đây các bạn nhìn lại nhé. Đấy, đi cái đường vòng quanh cái Hồ Tây này, xung quanh Hồ Tây thì đền cái Võng Thị là một cái ngôi đền đẹp xây thời Lê Trung Hưng này. Quay lại cái mặt nước Hồ Tây. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi lên trên cái trục đường. Đấy, tôi sẽ đi lại lên cái trục đường Võ Chí Công để lên lại cái cầu Nhật Tân này. Để các bạn nhìn này, cầu Nhật Tân nhìn từ cái mặt nước Hồ Tây, 5 trụ cầu. Đây là một cái góc cua của cái đường Trích Xài lên Lạc Long Quân. Đấy, cái hành trình này là sẽ tôi cùng các bạn là sẽ về cầu Nhật Tân ấy. Đấy, các bạn nhìn cái mặt nước, góc mặt nước Hồ Tây. Đây, cái lối này là vượt lên hết cái dốc Trích Xài rồi, lên Lạc Long Quân. Đi theo cái mặt nước Hồ Tây. Đấy, tôi các bạn là giờ là lên trên cái trục đường Võ Chí Công rồi. Đấy, tầm nửa cây số nữa thôi là sẽ lên tới cái mặt cầu. Đấy, sẽ lên tới cái mặt cầu Nhật Tân. Người ta cũng gọi là đại lộ Võ Chí Công cũng được. Đấy, các bạn hình dung 245, đúng là 5 làn xe, 5 làn xe cho một chiều xe chạy. Đấy, các bạn nhìn lại cái trung tâm siêu thị Lotte mới xây dựng ngay phía chân cầu. Đấy, cái dòng xe lên trên cái mặt, cái sảnh mặt tiền này. Đấy, bây giờ tôi với các bạn này trở lại cái cây cầu Nhật Tân trước mặt này. Cứ đi này xong đến giữa cầu thì tôi lại dừng lại. Ồ,
Đấy các bạn thấy cây cầu. Phía này là bên bờ Hữu Hồng. Đấy thẳng là đất Đông Anh đi Nội Bài. Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Bây giờ là tôi với các bạn coi như là lên cái nhịp giữa của cái cây cầu Nhật Tân rồi này. Nhịp này là cái nhịp vượt sông đây. Đấy, sẽ tới cái đây, tới cái trụ cầu thứ tiếp theo là tôi sẽ dừng lại. Đây gần tới rồi. Các bạn thấy này, gió lắm. Đây trụ cầu gần nhất đây, coi như là cái bãi giữa của đây, coi như là cái điểm gần cái điểm giữa. Đi qua một chút. Đây các bạn hướng này nhé. Đây đứng đây tôi. Đấy vì sao mấy lần rồi, lần nào qua cầu tôi cũng dừng đứng nơi đây này. Đây bởi vì sao là cái hành trình hôm nay là tôi và các bạn là sẽ qua cái cây cầu Nhật Tân này sang bên cái bờ đê Tả Hồng. Đấy men theo cái con đê bên phía Tả Hồng này để về bạn chỗ gần cái cầu Đông Trù. Đấy các bạn có nhìn thấy cầu Đông Trù không? Đấy mấy cái vòm sắt uốn đây này, hay là định vị nhất là mấy cái tòa nhà, năm cái lớp nhà cao tầng đấy ở cái mạn Đông Anh đấy. Và tất nhiên là qua đó là sẽ tới cái điểm tách cái dòng sông Hồng nhập vào cái dòng sông Đuống. Đấy các bạn nhìn thấy không? Ở bên đấy là bên Ngọc Thụy Gia Lâm, còn bên này là bên Đông Anh, với con đê là con đê Phương Trạch và xã Phương Canh ở bên Đông Anh. Đấy tôi dừng đây là tôi nói là tôi với các bạn sẽ về cái vùng quê đấy, đất Đông Anh. Đây là tôi đứng trên cái mặt cầu Nhật Tân và nhìn rõ được cái không gian và cái hướng đi của ngày hôm nay. Đây cái góc nhìn này cũng là cái góc nhìn rõ nhất này các bạn, là cái nhô đấy, cái dải đất mà nhô ra đấy giữa cái dòng sông đấy là chính là cái đất đấy, là đất Ngọc Thụy Gia Lâm. Thế còn mé bên phía bên Hữu Hồng bên này, bên này là bên Tứ Tổng và đất Tứ Liên. Thế còn đối diện đó là tôi các bạn sẽ qua này. Đó là bên là cái tuyến đê Phương Trạch, Phương Canh. Đấy thuộc địa bàn đấy, là địa bàn của bên Đông Anh. Đây các bạn nhìn lại nhé, dòng sông Hồng. Đấy, trước khi chúng ta này rời xuống cái đường dẫn của cái cầu. Đấy, các bạn nhìn lại cái dòng sông Hồng. Mùa này đúng nghĩa là mùa nước lên, nặng phù sa. Đấy. Đấy, cứ như là xuôi xuống cái chân cầu rồi tới đại lộ Võ Nguyên Giáp rồi. Đây tôi các bạn là sẽ phải đấy vào cái vùng đê Tả Hồng thuộc cái xã Vĩnh Ngọc bên Đông Anh.
Đây, rẽ phải đây. Đê Tả Hồng. Đấy, tôi nhìn thấy các bạn thấy bây giờ cái phố huyện, các cái tuyến phố huyện thay đổi hoàn toàn chưa? Một cái bộ mặt mới. Đây, phố huyện bên Đông Anh đây. Đó. Chân đường này, đường dẫn tới cái chân cái ba cái tòa tháp ở cái bên cái đầu. Ba tòa tháp chân cầu bên Tả Hồng của cái cây cầu Nhật Tân. Đấy nha, chậm lại một chút nha. Bên này là tuyến này, tuyến là đánh theo số các bạn. Số tuyến 15, 16 đấy, dài thảm hết. Mặt đường dài thảm hết. Đây, tôi rẽ đây. Đây, mặt rẽ đây là lên trên cái đường Đê Tả Hồng. Thì lần trước là tôi đi phía trên. Thế nhưng có lẽ là cái lần này là tôi sẽ đi xuống phía dưới. Dưới chân đê Tả Hồng. Coi như là cái trục đường bao nội bộ của sẽ lựa chọn nhé. Tôi sẽ đi xuống phía dưới các bạn ạ. Đây, cái biên đình này các bạn nhìn. Đấy, địa bàn xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh đấy. Bây giờ tôi đi phía dưới nhé. Các bạn nhìn thấy cái con đê Tả Hồng. Cao chưa? Cái thân đê cao cũng cỡ chừng hơn 10 mét ấy. 10 mét ấy. Đó, cái ô tô đó là đi trên cái mặt đê Tả Hồng đấy. Thế còn cái đường quản lý phía dưới nữa các bạn này, là ngay cái chân. Đó, các bạn nhìn cái tòa này cũng phải cao đến ba mấy tầng. Sừng sững bên phía đầu cầu Nhật Tân. Đấy, tôi sẽ các bạn đi tiếp nhé, lần này là đi xuống phía dưới. Cơ đề bên trên. Nhắc lại các bạn là cái địa bàn này là thuộc địa bàn của xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh. Đây, các cái dốc vuốt lên trên mặt đê đây. Nhà dân hình thành. Trời. Đây là một ngôi chùa. Đây, tới đây là có cái... Đây, tôi dừng lại một chút xem chùa tên là gì đây. Lần trước đi rồi mà quên đây này. Đây, chùa Khánh Long. Đấy, tức là chùa Quốc Sư. Thôn này là thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Đây. Ngó vào đây một chút. Chùa này là chùa Vĩnh Thanh đúng không? Xã Vĩnh Thanh. Thôn Vĩnh Thanh. Đấy. Chùa này là nói vậy thôi cũng chưa hình thành cổng nhỉ. Đây. Hai bên là hai như là hai cái vườn tượng này, hai cái dãy tượng này các bạn này.
Đấy, có trăng là tôi nhìn thấy cái tháp này các bạn này. Đây. Cái tháp này là có lẽ là cũng phải tuổi chừng nó cũng phải tính đến cỡ là 70-80 năm đấy. Hai bên là 12 pho tượng nhỉ. Đâu? 2 4 6 8 9 18 pho tượng mỗi bên 9. Cửa chưa làm. Đấy, rẽ trái để đi tiếp. Xuôi về cái điểm Đê Phương Trạch. Tới Đê Phương Trạch thì tôi sẽ lên trên mặt đê, buộc phải lên trên mặt đê. Đấy, hết cái đường quản lý phía dưới. Để các bạn nhìn lại cái dòng tách dòng của sông Hồng với sông Đuống. Này, có thể có dân cư bên này, này. Rộng rãi lắm. Các bạn thấy không? Đây, vọt đây, nếu mà vọt đây trên đây là ta sẽ lên trên mặt đê. Còn bây giờ các cái điểm dân cư là họ đều đánh số tuyến thôi. Đây, lâu ngày nữa khi tôi sẽ vẽ rẽ vào một cái này nhé. Rẽ một chút đi. Đây, để cho các bạn nhìn lại cái hình ảnh. Đây, cái đất vùng quê bên trong một cái xóm bên Đông Anh đấy. Cái điều đặc biệt nhất đây là cái mặt đường này, các bạn thấy không? Mặt đường đã đều dài thảm hết, thậm chí là cái bó vỉa là còn là bó vỉa đá cơ. Đấy, các bạn nhìn. Còn kiến trúc của thôn quê thì thế thôi, sơ sài, tiền bao nhiêu xây bấy nhiêu. Đây, tôi sẽ đi vào nhé. Đây, thôn quê thì cũng giàu có lắm, dàn mướp này các bạn này. Đấy, cái dàn mướp hoa vàng đây. Đấy, các bạn nhìn thấy một cái cảnh cho thuê phòng trọ ở đây. Còn đây là góc hồng, cây hồng xiêm. Đấy, tôi cứ tìm đi rẽ vào đây. Kiểu gì cũng có cái nhánh ra. Đây, cái đây là dãy nhà trọ này. Ồ, vào đây mới biết này. Họ rộng cho thuê dãy nhà trọ này. Thôn Vĩnh Thanh, đấy, nếu mà theo đúng cái tên chùa đấy, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc. Bên Đông Anh đấy. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Cái gian nhà xưa đây. Vẫn cái mái ngói ta đây. Rộng rãi lắm. Trông vậy thôi nhưng mà không ai nghĩ được. Đây, đường nội bộ đánh tuyến số 3 này. Đấy, tôi rẽ ra chắc là rào đấy. Đây, các bạn nhìn thấy căn nhà này. Đấy. Cách đây chừng 3 tháng thì tôi đi trên cái mặt đê thì nó cứ vùn vụt. Tới đây là con đường nhỏ rồi. Là phải đi lên trên mặt đê thôi. Có chỗ nào đi xuống dưới có thể thì tôi sẽ xuống. Đây là phải vọt lên mặt đê đây. Đây có đường nhỏ các bạn nhìn thấy trước mặt này. Chưa nối tiếp được. Đây từ cái dốc đê xuống thì tôi nhìn thấy cái đường Tàm Xá, tôi sẽ xuống cái đường Tàm Xá các bạn nhé. Tàm Xá là đây, đường Tàm Xá đây. Tàm Xá chính là tên một cái xã. Xã bên Đông Anh là xã Tàm Xá. Đây các bạn nhìn này, đền này. Chắc ở bên này là ngôi đền nối với cả một cái ngôi chùa này. Tôi sẽ dừng lại tôi xem, tìm hiểu xem là đây thuộc địa bàn xã Tàm Xá đây. Đấy. Nhìn ngoài thôi các bạn, nữa sẽ lại quay lại cái mặt đê.
này là mới được trùng tu lại đây. Đây hình con ngựa đây, hoàn toàn là cái hàng rào, bờ rào này mới xây dựng lại đây. Đây cảnh chùa đây rồi, tên chùa này các bạn này, chùa này là chùa Linh Ứng, xã Tàm Xá. Đấy, vẫn đang cải tạo trùng tu lại các bạn ạ. Đây cái khu vườn bên cạnh cũng đang dở dang đây. Đấy, tôi vào một chút để quay các cái chi tiết một chút. Mới thôi các bạn. Xã Tàm Xá đấy. Đây khuôn viên đi thẳng này. Đấy tôi đi này là bên này là chùa, bên kia chắc là đình. Trồng hoa hồng thấp lắm này các bạn. Đây các cái mái đẹp. Đây trải dài theo cái trục, theo cái trục đường Tàm Xá các bạn nhé. Đấy cứ đi thế này thôi, cái ngẫu hứng chỗ nào đi qua chỗ đấy xong rồi lại quay lại cái trục đường đê, về cái đê, cái con đê Phương Trạch. Đấy các bạn thấy không? Đấy tôi đi này là đi trong cái không gian của phía này là bên chùa, còn kia là bên bên đình ở bên này. Chùa Linh Ứng Tàm Xá, Đông Anh. Đấy, có cái cây đại đỏ đẹp không? Đấy, các bạn nhìn thấy đây đúng là một thung lũng nhà. Đây vẫn là cái địa bàn, là địa bàn Tàm Xá, gọi là Tàm Xá nhưng phải Tầm Xá. Tàm Xá Đông Anh. Thấy cái mặt đường D này, bên mặt đường B bên tả hồng là đổ mặt đường bê tông, mặt đường bê tông xi măng. Đây tôi đi chậm nhé. Ồ đây này, đây chắc là cũng một, đây chắc là một tư dinh, chắc là một cái nhà ấy các bạn nhìn này. Đây, vô tình đi qua đây các bạn, nó có chữ Phúc này, nhà số 68 này. Đấy cái này là như nhà thờ họ, như gian nhà thờ họ, người ta có điều kiện. Mặt đê thì cao. Đoạn này là trong đê này. Đây còn các bạn nhìn thấy ngoài đê này. Đấy ngoài đê là cũng xây kín nhà này. Đấy ngoài đê là có cái nhà họ còn xây còn như là như là cái lâu đài ấy, Alibaba này các bạn này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Ghê chưa? Đấy cứ đi. Không hiểu là xã Tàm Xá xong nối tiếp là xã gì. Đây cứ đi vậy thôi. Đấy gần một cái điếm canh đê. Đây chùa là chùa Xuân Trạch. À nối tiếp này. Để tôi nhìn xem. Ừ xã gì? Xuân Canh. Ừ. Nối tiếp Tàm Xá là Xuân Canh. Đây đây là đê này.
Đó, một cái điếm canh đê. Dừng lại một chút nhé, không hiểu đây là sao này, có ghi cái gì ở đây đây. Đây, để tôi sang tôi nhìn, lóa mắt quá. Tại đây, tại K62 cộng 55 đê Tả Hồng, chủ sở hữu đã xảy ra vỡ đê. Ồ, vỡ đê là ngày 15 tháng 7 năm 1915. 15. Ngày 12 tháng 7 năm 1915. Ôi, có nghĩa là cái vỡ đê. Như vậy là cái vỡ đê đó là thời Khải Định, thời vua Khải Định. 1915. Chính tại đây có cái kỷ niệm dấu ấn nho nhỏ ở vị trí này, ở cái con đê Tả Hồng. Đây các bạn này, tôi thử lao vào cái bãi sông đấy, thuộc cái địa bàn xã Sơn Canh này. Hoặc là người ta trồng là trồng quất với cả chuối các bạn ạ. Đây, nhưng mà cũng kỳ công lắm, đầu tư đổ cái mặt đường. Đây, chuối này các bạn nhìn này, buồng chuối đây. Đổ cái mặt đường. Đây, hoa chuối này các bạn này. Đấy. Bên này là trồng chuối thôi. Vào sâu hơn nữa thì mới thấy có một cái, đây, buồng chuối này. Chuối là chuối, giặt chuối là chuối thôi các bạn. Đây là phải đi ra đây. Tại vì cái bãi này rộng lắm, là định mò xuống dưới cái mép sông Hồng, nhưng mà thôi, bãi này rộng lắm các bạn. Cái bãi bên Tả Hồng thì rộng hơn cái bãi bên Hữu Hồng. Này, lối đi ra này các bạn thấy nhá. Đấy, vừa rồi tôi lao xuống đây này, chuối với cả là chuối hết đây này, vừa lại quay ngược lại cái mặt đây. Bên trong thì ngon lành, nhưng mà cái đoạn này thế nào này, họ chỉ có đổ xỉ gạch. Đấy, các cái nhà của họ ngăn ra có cả cổng đây. Đấy, xa xa các bạn nhìn lại thấy mặt đê chưa. Đấy, sẽ lên tiếp cái đê. Đoạn này là cái đoạn Sơn Canh. Đó, từ đây nhé, mà rẽ xuôi theo thì một lát nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cái toàn bộ khung cảnh của cái nhà, các cái tòa nhà cao tầng ở bên phía Hồ Tây. Nhìn đoạn này gần nhất, tôi ghi cho các bạn. Bây giờ là quay trở lại mặt đê. Đấy, cứ hiếu kỳ. Đó, quay trở lại mặt đê. Trời, bên này nó có xây những cái nhà như thế này thì còn hơn cả bên nội đô nhiều. Đây, đây tất cả cái tòa này, thì cái nhà này họ xây được cái tòa này thì ghê gớm đấy nhỉ. Đây, bám ra con đê này, gần đến chùa Quan Âm này. Thế như vậy là tôi đã trở lại cái con đê Phương Trạch này, điểm đầu của đê Phương Trạch. Đấy, nơi đây là cái nơi tách lại cái dòng sông Hồng. Đấy các bạn, cái phà xuôi xuống sẽ là vào sông Đuống nhé các bạn nhé. Đấy, và các bạn nhìn trọn bộ cái không gian ở bên nội thành Hà Nội đây. Đấy, thậm chí là còn nhìn tới tận Keng Nam này, ở cái đường Phạm Hùng này. Đây, cái tòa Lotte là
Đấy, cái đỏ latte là gần chỗ Đài U và cái không gian Hồ Tây đây, mấy cái tòa của Tân Hoàng Minh ở bên Sun này. Đấy, tôi tiến gần lại cho các bạn nhìn thấy chưa, cái xà lan này. Xà lan đó là vào cái dòng dòng sông Đuống. Đây cái điểm điểm ngã ba sông. Bây giờ tôi sẽ đi xuống ghi lại hình thôi để cho các bạn nhìn trọn vẹn cái cây cầu Nhật Nhật Tân ở cái góc hình này. Đây cái điểm này là cái điểm thích nhất trong cái không gian này này. Khoái nhất. Đấy các bạn đã nhìn thấy cây cầu Nhật Tân chưa? Đấy vừa rồi đi qua đó mà tôi đứng ở trên cái cây cầu Nhật Tân mà tôi chỉ về cái điểm này đây. Đấy, có nghĩa là góc tôi đứng là cái trụ cột kia, cái trụ cột thứ hai kìa. Đấy các bạn thấy không? Đấy rầm rì tiếng xà lan vào cái dòng sông Đuống. Đấy, còn đây cây cầu Nhật Tân. Không gian Hồ Tây thì bên phía đối diện. Đó cái hôm tôi đi ra ngoài cái đất bãi đấy thì đến cái vị trí này đối diện đây là chính là cái đất đất bãi Tứ Tổng. Mà trong đó là có cái di tích mà họ nói là cái ngày 19 tháng 12 năm 1947 đấy mà Nguyễn Ngọc Nại chỉ huy cái tiểu đội thoát ra khỏi Pháp, vòng vây của Pháp đấy. Thì cái pháo đài bên này đây này, cái pháo đài phiên canh bên vị trí này, này là cái phát động cái cuộc chiến năm 47 này, tháng 12. Đấy xuôi cái này là về, sẽ là về cái cầu Đuống. Sông Đuống thì về cầu Đuống. Đấy, lát nữa là cuối cái hành trình này thì kiểu gì là cũng là về cái cầu Đuống nữa các bạn này. Đấy, tôi thích ghi hình cái góc hình này lắm. Các bạn nhìn thấy góc hình này quá tuyệt vời, nhìn cả một cái không gian phía nội đô, phía đô. Đấy, cái trục này đây, cái này các bạn nhìn lại nhá, đó cái mặt đê, điểm đầu của cái đê Phương Trạch đấy. Đấy có cái cờ rủ đấy các bạn, cái cờ rủ đây là chính họ để cái cờ rủ là bên này là sẽ để đi về cái vùng quê Lại Đà, xã Lại Đà Đông Anh là quê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đi trục đê này là thấy họ để cờ rủ rồi. Tí nữa tôi các bạn cũng có thể rẽ qua cái xã Lại Đà một chút. Đây tôi đứng lên cái điểm đầu của cái mặt đê Phương Trạch đây rồi. Đấy tôi cứ hướng này về là các bạn nhớ đây là cái dòng sông Đuống nhá. Triền đê sông Đuống đây. Đây là lần thứ hai tôi đi rồi đấy. Chả hiểu thứ hai hay thứ ba. Đấy nhấp nhô đây các bạn là nhìn thấy cái cầu Đông Trù này. Đấy cầu Đông Trù là cái cho cầu nối ngang, nối thẳng cái quốc lộ 5 đi về đại lộ Võ Nguyên Giáp. Ôi giời ơi, xe khách đi ào ào. Đặc biệt là cái xà lan chạy lên cái sông Đuống. Tải trọng cũng phải lớn. Chùa Xuân Trạch vẫn gọi là Linh Ứng Tự. Thì toàn Linh Ứng Tự. Đó chạy theo cái con mấy cái xà lan. Đá này các bạn bảo có phải là đá hộ đê không? Vừa rồi đi qua cái điểm vỡ đê ấy, vỡ đê Nam Ngàn ngày 12 tháng 7 năm 1915.
thời vua Khải Định. Chưa phải Khải Định đâu, Khải Định là Khải Định 9 năm nhỉ? Khải Định 9 năm, làm vua 9 năm. Thời đấy có lẽ là chưa, Khải Định là bắt đầu làm vua là năm 1916. Thế thì trước đó như khi là trước Khải Định có lẽ là cái thời Thành Thái Duy Tân rồi đấy. Đây, dòng sông Đuống đây. Đây còn cái giải đất chạy bên kia nhé các bạn nhé. Đây tôi ghi hình lại cho các bạn này. Rồi có cái nhà cũng sang trọng này. Đây cả bên này. Lại là cái đất là đất Ngọc Thụy bên Gia Lâm đấy. Đây cái giải đất. Mà giờ mọc hết lên nhà rồi. Đây cái hai cái biên đinh mà ở cái đầu cái cầu Long Biên ấy nhô ra nhô lên đấy các bạn. Điểm đầu cầu Long Biên phía Ngọc Thụy đấy. Thế bây giờ tôi các bạn sẽ xuôi cái này nhé. Xuôi này có lẽ là xuống cái xã Lại Đà Đông Anh. Đây tới đây là các bạn đã thấy nhấp nhô. Các không gian đô thị tấn công vào đây rồi này. Đấy các cái mái vòm này, mái vòm của cầu Đông Trù các bạn có nhìn thấy không? Mái vòm thép đấy. Đó, cái xa xa theo cái gốc bờ cây kia có lẽ là cái xã Lại Đà, quê hương của ông Nguyễn Phú Trọng đấy. Đấy, còn bên này là không gian này bây giờ họ tạo ra thành những cái hồ câu. Đây, cho thuê câu. Đúng rồi đấy. Đây, tôi đi chậm chậm các bạn đấy, đây hồ câu này. Câu là một cái thú chơi này. Đấy. Đây cái xà lan, đây là xà lan ngược cái dòng nước lên đến sông Hồng đây. Đây tôi với các bạn hướng sẽ đi về cái phía các cái nhà tòa nhà cao tầng kia nhé các bạn nhé, trước mặt đấy. Đây hồ câu này, này. Đơn đại siêu cúp. Đấy các bạn nhìn thấy cái. Đấy cái ô tô này. Câu bây giờ là một cái món chơi sang đấy. Đấy. Mà kiểu như họ câu đây là có giải. Có giải họ mới ham đấy. Chắc cũng có giải, có nghĩa có cá cược gì không, cá độ gì không thì tôi không biết. Nhiều người nghiện câu lắm. Đấy các bạn thấy không? Thôi, tôi các bạn xuôi tiếp. Xuôi tiếp đê Tả Hồng. Bây giờ gọi là đê Tả Đuống ấy. Tách cái dòng sông Hồng ra rồi, là dòng sông Đuống rồi. Đây lại gặp một điếm canh đê đây các bạn này. Chủ động phòng chống và ứng biến với thiên tai là cái trách nhiệm của toàn xã hội đây. Đấy, cái lần trước là đi cái tuyến đê đi về dưới Đan Phượng là cũng có cái. Bây giờ là cứ là họ vẽ cái tranh cổ động áp phích này. Đấy vào cái mặt hồi của một cái điếm canh đê. Đây, thật. Đây là một cái ngôi đền thuộc cái làng thôn Đông Ngàn. Đền Hạ. Ở đây các bạn nhìn thấy đền Hạ. Đóng cửa im im.
Nhưng con đê này vẫn được đặt tên là đê Tà Hồng đấy các bạn, chứ không phải là đê Tà Đuống. Đây, cái đường này là phải, có lẽ là cái đường này được xuống là cái xuống cái làng đây. Cái vùng này là cái vùng đây, thôn Lại Đà đây rồi, xã Đông Hội. Đây, chùa đình miếu Lại Đà, đúng không anh? Thế nhưng mà họ không cho vào đâu các bạn. Đây, tôi thử xuống nhá, tôi thử xuống này. Đây, cái nếp nhà. Đây, vào cái thôn Lại Đà đây. Đây, các bạn đã nhìn thấy cái barrier này. Không, nhiều xe nhỉ. Thôi cứ đứng ngoài nữa. Đây, xe buýt này không cho vô đâu. Cái đường này đường đua đèo chưa nhờ, yên ắng chưa, thanh bình đấy. Đấy, như vậy là tôi đã vào cái không gian thôn Lại Đà đây. Lần đầu tiên tôi vào đấy các bạn ạ. Mát lắm. Đây, dừng xe đây rồi. Đúng là không cho vào. Dừng xe đây các bạn ạ. Không cho vào. Thôi đứng ngoài thôi. Đây, đứng ngoài và lên lại trên cái, đi về cái cầu Đông Chủ. Đây, xe lùi đây rồi. Không cho vô. Thôi cho vô, thôi đi vòng lại quay lại. Đây, cái anh biển xe 30 này là anh quay lại đây. Vào hỏi cũng vô ích. Đấy, lại vượt lại lên trên cái đê. Thôn Lại Đà thuộc xã Đông Hội, Đông Anh. Đấy, cái xe quay ra đấy các bạn. Thôi tôi các bạn để quay lại cái mặt đê đi. Đúng là nó kinh tế giờ khá lên nhiều. Đây, hướng lại cái mạch đê. Thôn Lại Đà, xã Đông Hội đây. Đấy, và cái đường lên trên cái cầu Đông Trù là trước mặt các bạn đây. Rồi tôi đứng đây là tôi ghi hình cho các bạn toàn bộ cái không gian của cái cầu Đông Trù nối quốc lộ 5 sang bên cái đại lộ. Đấy, sẽ nối quốc lộ 5 sang bên cái đại lộ
Võ Nguyên Giáp để đi về sân bay quốc tế Nội Bài này. Đấy, cái cầu Đông Trù này này, cắt qua cái bên này là xã Đông Hội, Đông Anh đấy. Đấy, gần ngay cái thôn Lại Đà. Đấy, các bạn nhìn nhé, lại toàn bộ cái, thấy được cái phát triển của giao thông Hà Nội. Đấy, còn cái tuyến này là cái thẳng cái dòng đê Hữu Hồng ấy, là đê Tả Hồng đấy, là Tả Đuống thì đúng hơn, sẽ đi về Mai Lâm, Đông Anh, giao nhau với cái điểm đầu tuyến của quốc lộ 3. Đây là cái thuộc địa bàn của, qua cái xã Đông Hội là nối là vào cái xã Mai Lâm đây. Đình chùa thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Đây, bên trên các bạn nhớ, đây chính là cái dòng xe chạy trên cái đê Tả Đuống này. Nó là đê Tả Đuống thì đúng hơn. Đây, tôi dừng lại, tôi ghi này. Tôi ghi hình cho bạn một cái mái đình này. Cái mái đình này. Thôn Thái Bình đấy. Mới trùng tu đấy. Các bạn thấy hai bên này. Hai bên là họa. Đắp hai cái con voi không? Đây, cách đây là có cái thôn ngoài bãi các bạn ạ. Thì là thờ một cái vị tướng quân của Hai Bà Trưng. Từ cái thời Hai Bà Trưng ấy, là thành hoàng làng của cái thôn ngoài bãi. Còn đây cái thôn này là thôn Thái Bình, là thôn trong bãi, trong cái bờ đê này. Thế bên kia là chùa. Bây giờ tôi sẽ ghi lại nhé. Tôi sẽ ghi lại do cái góc máy, cái góc máy này không điều chỉnh được, thì tôi sẽ ghi lại. Đấy, cái dòng xe nhé, tôi sẽ ghi lại để các bạn thấy nhé. À đây, vào được đình nhé. Được, không vào được, vào được đấy. Hay quá. Tôi vào để xem cái sự tích này. Thờ ai? Xã là xã, thôn là thôn Thái Bình. Hai vào đây in ắng lắm các bạn. Một bên là không gian chùa. Ở trong này là hai con ngựa. Đây, cái dấu tích này là có lẽ là cái dấu tích cổ xưa đây. Mỗi tội là nhìn cái này thì mình chịu. Đấy, có cái tấm bia. Bây giờ lại ở cái phía góc, nằm ngay chỗ cái góc, góc tường đình, lạ thế. Đấy. Hai, lên trên là hai con rồng trâu mặt trời. Bên tay phải là mái chùa đấy các bạn. Đấy, ngôi làng nào cũng thế. Bao giờ là cũng đình. Làng là gắn với chùa làng. Đấy, cái hệ mái ngói này là cái hệ mái ngói vẫn là năm xưa đấy. Hình ảnh này là chắc là xây dựng vào cái thời nhà Nguyễn. Đây, cái bậc đá lên. Hai bên này là con nghê này. Không thấy ghi tích là thờ ai à. Đây, chi tiết này các bạn này. Cột này là cũng là gỗ, là cũng là đã mối mục rồi.
Đình này là đình làng. Đình làng Thái Bình. Đây, thuộc xã Mai Lâm, bên Đông Anh. Đây, mới trùng tu đây. Có cái cổng thôi, cái cổng đình thôi. Đấy, bây giờ tôi các bạn lại tiếp tục nhé, lên trên cái mặt đê Mai Lâm. Vắng lặng lắm các bạn. Đây, gần lại cái con ngựa. Bên này là một con, một bên là ngựa bạch, một bên là ngựa hồng. Chắc cũng có cái ngụ ý nào đó này. Thế nhưng các bạn thấy không? Cổng đình này, sao lại làm bằng cái chi tiết này, tôn inox này, xem chừng là cũng lạc lõng. Đấy, các cụ người đây là không kỹ lắm. Đây vẫn trên cái trục đường đây, bởi tôi sẽ rẽ vào, coi như là ngoài đê, phía ngoài đê. Ngoài đê tả đuống này, khu di tích Hoa Lâm Viên. Không rõ là cái gì. Đây. Đây nó kết cờ này, treo cờ, răng cờ từ đây đây. Ừ, cờ này là cờ. Đây nhá, đây là triều Lý đấy. Triều nhà Lý cơ mà. Di tích Hoa Lâm Viên triều Lý. Có là cậu cách đây là 1000 năm rồi. Ôi mẹ, có đi này mới biết là hoàn toàn là mới lạ. Đây các bạn, là cái vùng đất này là vùng đất coi như là ngoài bãi sông. Hoa Lâm Viên đúng không? Đây. Ờ, như cái chùa Tây Phương này. Tích tượng này, các cái tượng Phật Di Lặc này. Đây. Đây cũng là một cái gọi là cây di sản Việt Nam đây. Cây Bồ Đề. Khu di tích Hoa Lâm Viên triều Lý thuộc xã Mai Lâm, Hà Nội. Đây gốc cây Bồ Đề này. Đây có Phật đang ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề đấy. Đây đi vào đi. Gọi là Tăng Ni Phật Tử Quang Lâm. Cái này là ngoài bãi sông. Ừ, được, thoải mái. Ừ, ngoài bãi sông. Đây. Triều Lý. Đây đây, dừng xe đây. Ồ, đóng cửa rồi các bạn. À, đây. Ừ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đi vào đi. Năm nay là cái năm Phật lịch là năm 2568. Đây, cái lối nhỏ đây vào đây. Trong này là cũng không có gì các bạn ạ. Chắc họ đang xây dựng. Đây. Coi như là một cái pháp hội dược sư thôi. Đây, tôi thấy là ở nơi đây là ở nơi đây là họ cũng đã dâng cái tấm hình của ông Nguyễn Phú Trọng này. Cái đất này đất Mai Lâm, ngoài cái bờ bãi sông Hồng. Thế một bên là Nam Mô Nguyệt Quan Biến Chiếu Bồ Tát, một bên là Nam Mô Phật Quan, cũng là thế, hai bên như nhau.
Đây có lẽ là tôi sẽ dừng hình nơi đây. Quốc thái dân an. Đất ngoài bãi sông. Ừ. Đây tôi tìm được đây rồi. Tôi tìm được, tôi đọc cho các bạn này. Sơ lược về cái ngôi chùa này. Ngoài bãi sông này. Đây chùa cổ Hoa Lâm Tam Bảo tọa lạc trên khu di tích Hoa Lâm Viên Triều Lý. Triều Lý như vậy là cả thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10. Hoa Lâm ở bên sông Đuống, đúng rồi. Có vẻ đẹp hữu tình, mảnh đất hình cánh cung, tựa ngai vua vững chắc với quần thể di tích của nhà Lý. Đang trùng tu ạ. Rừng Hoa Lâm có nhiều cây cổ thụ. Khu lăng nhà Lý có một cổng chính và hai cổng phụ. Trước cổng có hai con sấu đá. Ờ, chả thấy đâu. Bệ thờ đá để tế trời. Đất lát bằng gạch bát tràng, cao đến 1,5 m, rộng 4 m, dài 4 m, rộng 3 m. Đấy. Dựng tấm bia có tên là Hoa Lâm Tam Bảo Thị. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái chuồng nhá. Đây tôi ghi cái chuồng này. Và dựng cái đời đấy là đời Thịnh Đức thứ tư, là năm 1656. Đấy, có ghi rằng từ khi có đất trời đã có khu chợ. Chùa này, một khu chợ cổ mang tên Hoa Lâm, nay vốn là quê hương nổi tiếng của Thánh Thiện Tổ Khảo. Thánh Thiện Tổ Tỷ là bà nội, Tổ Khảo là ông nội. Triều Lý trước đây, lăng miếu Khảo Tỷ và bố mẹ nằm ở phía đông chợ. Điều đó khẳng định Hoa Lâm là vùng quê nổi tiếng, danh hương của ông nội, bà nội của Lý Công Uẩn. À, như vậy là ông nội, bà nội của Lý Công Uẩn. Ông nội và bà nội của Lý Công Uẩn, của vua Lý Công Uẩn đây. Đấy, cái vị vua chiếu rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long đấy, là vua Lý Thái Tổ, thì lăng miếu của cha mẹ Lý Công Uẩn là ở đây. Ồ, cha mẹ vua Lý Công Uẩn cũng ở đây nốt. Trải qua thăng nào, những thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa có nhiều di tích của nhà Lý đã bị thời gian biến cải sau trận vỡ đê Mai Lâm năm 1957. Đúng rồi, ở trên này có cái di tích vỡ 57. Với giá trị lịch sử như thế là chùa Hoa Lâm Tam Bảo này đã và đang được phục dựng, nằm trong cái quy hoạch kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Ô, qua rồi, qua đến 14 năm rồi các bạn ạ, vẫn chưa hoàn thiện được. À, thế thì nơi đây các bạn ạ, nơi đây chính là, đấy, khẳng định lại cái nơi đây là các bạn ạ, là có lăng miếu của cha mẹ của vua Lý Công Uẩn, kể cả ông nội, bà nội của vua Lý Công Uẩn, là nơi đây. Đây, không nhìn thấy cái gì. Không, đây là các bạn ạ, đây là cái chuông thôi. Cái chuông mà có ghi là người cúng tiến thôi. Này, cúng tiến cái chuông này. Đây, các bạn nhìn. Đấy. Đây, cái khung cảnh này. Đấy, cái Hoa Lâm Viên chính là nơi có cái lăng mộ ông nội, bà nội và cha mẹ của vua Lý Công Uẩn. Đấy, bị tàn phá sau cái trận vỡ đê năm 1900, vỡ đê Mai Lần năm 1957. Thế bây giờ đang là phục dựng lại. Nếu phục dựng lại thì các bạn có, đây thì người ta có nói đi. Nếu mà có nói đây là trong một cái rừng cây. Thank you.
sức khỏe